ơi, cái chỗ mà phải có một thứ đó, đó là bây giờ mình đeo bám, còn đeo bám hay là cái đó là của gì vậy? Nhắm. Tại vì thấy đưa rồi là cũng đeo bám hả? Không phải là cái gì, chưa làm cái kia hả? Không rồi. Kể đến khi hoàn thành dự án là mình đến đưa rồi. Xong cái bám. Rồi, tại vì đi kho bạc cái thứ là như thế đi. Như thế đi nhưng mà anh phải có hồ sơ. Và khi nào mình chỉ cần giải trình là anh phải giải trình à? Rồi, xong hết rồi, hồ sơ đi, giờ đi rồi, đi đe hả? Họ gì đấy luôn. Sau này mà cứng lên nữa là anh phải lên để trình cho bắn á, là thanh tra cứng à. Giờ ai giải trình? Nắm mình giải trình đúng không? Nắm mình biết giải trình. Rồi sẵn bên Phương ấy, điền không được anh ơi, gửi sẵn gửi cái hồ sơ xuống ở đây. Nó tỏ tí te luôn rồi. Chuyển cho ta đi, lên đi. Sáng đi gọi được thằng Huy, thấy mình nó đâu. Ừ, giờ đi. Ô, anh. Mua, nhưng mà sau gọi ô, anh. Ô, anh. Ừ, cái này chết.
buồn ghê à. Em gặp anh cái chàng trao nó buồn nó là anh nó chỉ đạo gì không? Đạo gì? Còn đang ăn nghỉ. Ít đấy. Buổi nào buổi biết bao nhiêu? Đây em nghe bên cái file này ha. Em nghe bên xong anh làm cái. Đây anh không, anh nghe bên cái file này nè, là anh thống kê trong này là nó đấy. Nghe anh. Bò nhú là phải phải đi lúc được đã được 400 rồi ta. Bò nhú 400 thì đưa 400 thì anh lại không đâm đôi mà bò. Nhát thì bán. Chơi luôn. Đấy mày thấy răng anh ra phải nhọn không? Đấy. Anh cứ bò đi em phụ cho chạy dầu. À, mày đoán á. Điều sao nhá? Bò xong mày xử chứ. Hôm trước lên trên phòng thằng Hiếu, Hiếu bảo anh xin hôm nay về nó không nhậu đâu, tại người ta là 10 đâu, mười là từ chối rồi. Nói trước thì bắt mày lơi, nó chủ đấy, chèo em, mới gặp mặt nó bảo anh hôm nay em về nó không nhậu đâu, tao là 10 mày đâu, mày là từ chối rồi. Nhưng mà bác lại chơi cái anh tính mày với chú rồi, em ráng vậy, bác xa lên em ráng, chết luôn, xiết gặp rồi. Đưa hai cái. Đây là được Vinh được Giang 94 em bảo là riêng chuyển tiền cho cái nó lại điện cho anh chưa nhận được á. Chuyển rồi đấy. Thank you.
chém vào đây tao cắm cái không chém mà mang ra được đi mà giờ giờ cũng có cũng có chém mang ra được đi nữa hả đó để lên chép tao đĩa ra đi đây đi lên nhà mình nhé. Thẳng lên đi. Cái nhà ba lầu nó kia nó cơ. Đây nè. Này. Anh điền chỗ này nó tài từ đấy là lấy với này nhanh luôn.
Điền kêu nó chạy từ sở giao thông á, bán một dự án nó chạy vô đây lấy cái in A3. Điền ấy, Điền ấy đưa thẻ lại chứ. Mèo quá cho nó, đúng rồi, đưa đi. Anh cần gì? Anh vừa mèo rồi, anh vô, anh bỏ tối ra. Mẹ cho anh mèo quá, đi chị mèo nó đi, em điện cho nó, em kêu nó bỏ mèo ra, nó in, nó đưa tới đây. Đi chị mèo rồi này. Đấy, đi chị mèo nó đấy. Em chỉ có lấy cô bóc của thằng Duyên Hải thôi. Em mở cái mail cho anh á, cái chỗ mà cái khối lượng á, bóc khối lượng á. Khối lượng á. Chỉ bóc cái khối lượng thì từ khối lượng này chuyển qua bên kế toán nhân với đơn giá trong hợp đồng thôi chứ. Cái file dự toán này chẳng qua là gộp bây giờ này anh mà tính thường là anh sẽ lấy cái file khối lượng này nếu khối lượng mà cái file này em đã chỉnh sửa anh xóa bỏ của khối lượng này được rồi anh sẽ chuyển cái file phần gốc ạ. Các bạn xong rồi anh mới tách cái số lượng của nó ra.